Đây là cái công viên tên là Pisa Puglia. Công viên này để cho người ta vô đi chơi và nghỉ ngơi. Công viên này rất là romantic. Đó. Xung quanh có mấy căn nhà. Chỗ này người ta nhìn ra thì thấy cái bạc liền. Còn ở sau thì cái bồn nước hồi xưa, nhưng bây giờ người ta làm ra cái thành những cái nhà cho người ta ở. Đây là cái đường đi trong bạc, có cây thông cao ghê không, rồi có cái hàng cây gọi là cây bulo đó, dài đẹp lắm. Xa có cái cầu, để chút nữa quay cái cầu cho các bạn coi. Cái cầu màu đỏ, cái cầu để người ta đi bộ ngang. Trước mặt tôi là cái cây liễu, liễu rủ. Người Pháp tôi gọi là sole fleur. Đẹp lắm, cũng như cái mái tóc của người đàn bà vậy đó. Nó rớt xuống vậy đó. Ở nhìn xa thấy đẹp lắm. Rồi trên gió thổi, cũng như là gió thổi mái tóc bay. Rồi tôi đi qua cái cầu. Sẽ đi ngang qua cầu. Chỗ này cũng đẹp, trước cái cầu có cái nước chảy như cái suối vậy, nhân tạo. Đẹp. Thời thời thì có mấy con vịt nó đến đây, nhưng mà bữa nay thì nó không có. Ở này thì nó có cái mấy cái bông, có cái bông súng, nhưng mà lúc này thì hết rồi, hết bông rồi đó. Các bạn thấy chưa? Ở đây là cái cầu, ở đây chút nữa mình đi qua. Rồi đi qua, đẹp chưa? Thế bên này cầu cũng đẹp. Cái cây này cũng lạ, cây này nó cũng giống giống như cây liễu rủ vậy, nhưng mà nó khác. Rồi qua cầu. Chỗ này cho mấy người tình nhân ngồi chơi chiều chiều hứng gió, rất là romantic. Ở đây cũng có cái cầu khác nữa thì mình sẽ qua. Cầu này cũng giống cái cầu kia, thì cũng có súng. Rồi để tôi, đây có mấy con vịt nó đang nằm đây này, để tôi quay chụp với các bạn. Mình đến mình đánh thức nó chút. Đây là cái nhà người ta xây đang cho mấy con vịt nó, mấy nó con gà má, gà nước nó nằm, nó đẻ trong đó. Nó thấy mình cái nó bay, nó đi rồi ha, đi xa nó sợ. Chỗ này nó quen người ta lắm, nhưng mà nó cũng thấy mình, nó cũng sợ sợ, nó đi xa một chút. Ở đây cũng có mấy vài con vịt, gọi là vịt cổ xanh, gọi là thường thường ta gọi là vịt rừng cổ xanh. Vịt này nó bay xa lắm, bây giờ nó chưa có bay, nhưng mà lúc nó sung nó bay lên xa lắm, nó bay lên cao lắm. Việt Nam cũng có mấy con vịt cổ xanh này, hình như vậy đó. Đây là mấy cái bông súng đây, nhiều lắm,
nhưng mà hết bông rồi, cái mùa này hết bông rồi, trời lạnh quá hết bông. Đây là người ta trồng bông, mấy cây cũng đẹp. Để tôi đi ngang một cái dòng cho các bạn thấy. Cây cây này cũng là rất là đẹp. Ở Việt Nam chắc không có mấy cây này, cũng là một cái loại thông thôi. Đó. Rồi đây cũng là một loại thông khác nữa nè. Cây này nó cũng rủ xuống cũng đẹp. Mà xa xa là cái vừa chơi cho trẻ em. Đó. Điện chơi trẻ em. Thấy cái thông chưa? Để quay gần gần cho các bạn thấy lá nữa nè. Thấy không? Thấy lá chưa? Đẹp ha. Đó, lá nó. Chỗ này cho mấy trẻ em chơi. Đi một vòng rồi tới chỗ mà hồ dịch rồi ngỗng rồi thiên nga cho các bạn xem. Đây là cái hồ để thả dịch thiên nga ngỗng rồi dịch cổ xanh rồi gà nước, rồi có cái nhà của cho gần gà nước nó đẻ. Mấy con vịt nó không lên nó đẻ được nữa. Đây là mấy con vịt cổ xanh đây. Đó, thấy cái cổ nó xanh chưa? Mấy con vịt này là thường thường là mùa đông thì cái cổ nó xanh. Cổ nó xanh lên, bắt đầu cổ xanh lên. Còn mùa hè đó thì cái màu nó cũng giống như cái con cái vậy đó. Cái màu xám xám thôi. Đó, đây là một cái con cái với con mái với con trống này. Nhưng mà mùa hè đó thì hai con nó cũng giống nhau, tại cổ nó không có xanh. Mùa này cổ nó bắt đầu xanh theo mùa đông, gần vô mùa thu chứ, thì nó cái cổ nó xanh lên đó, các bạn thấy chưa? Đó, đi quanh cái hồ, xa xa có cái nước phun lên. Cảnh hết sức là romantic, hết sức là yên tĩnh. Vô đây ngồi hết sức thoải mái. Chiều chiều không có đó làm gì thì vô đây ngồi ngắm hoa, ngắm cảnh. Đây là mấy cái bông này màu tím tím đẹp đó. À, bạn thấy chưa? Màu tím tím mà đẹp. Nó sẽ đẹp. Một chùm vậy nè. Thấy chưa? Cây này nó cũng đẹp. Ở đây người ta trồng, người ta chăm sóc thường xuyên cho nên cây thì nó đẹp. Đó mà các bạn thấy không, ở mấy con vịt, con gà mượn nước đó, nó đứng gần là cái nhà với hai con vịt cổ xanh. Đó, gà nước đó nó đương lội. Rồi xa xa cũng có cây liễu nữa. Cây liễu này cũng rất đẹp.
có mấy con vịt ở ở dưới cây đường nấp bóng đó. Mấy bạn thấy mấy con vịt không? Nó nằm ở dưới nó nấp bóng rồi nó nghỉ ngơi. Giờ này là cũng là 10 giờ mấy rồi. À, chị hai con này lội đi chơi. Đó, giờ mình lên cầu mình đi một vòng về. Đây cái tờ để cái này đang cho đi đừng trượt, tại có tuyết á đi nó không có trượt. Còn nếu mà đi không thì dán thì nó trượt lắm. Cây này thì cũng đẹp, màu trắng. Cây này cũng khá đẹp. Xa xa không con quạ nó đương đi đó. Bạn thấy nó không? Đó, con quạ đó. Rồi, đây là đường mình sẽ đi trở về. Lúc này là mùa thu, đầu mùa thu thôi thì lá nó cũng hơi vàng vàng thôi, chưa có được vàng lắm. Thì xa xa thì thấy có lá nó màu đỏ rồi màu vàng. Rồi mùa thu á, trong mùa thu và cuối mùa thu thì lá sẽ vàng hơn nữa và từ từ nó sẽ rụng xuống. Cuối mùa thu rồi thì tất cả cái cây mà nó rụng lá thì nó không còn lá nào nữa. Để khi sau tôi sẽ quay mùa thu lá vàng rơi cho các bạn xem nha. Để chấm dứt chương trình thì tôi sẽ quay vài cái bông cho các bạn thấy. Đó, bông đẹp lắm, gần tới gần. Bông này nó gọi là bông gì đó mà quên rồi. Bông này nó cũng tím tím, không đẹp. Rồi, nếu các bạn có thích thì xin bấm like và bấm theo dõi nha. Rồi xin chào các bạn và hẹn lại kỳ sau.